Hãy cùng Minh Phương và bà Thắng Vàng đồng hành với các cầu thủ bằng cách nhấn subscribe và nhấn chuông bà Thắng Vàng để được nhận thông báo khi có những thông tin mới nhất các bạn nhé. Hai mùa qua, Kazuma đều bị Chelsea đẩy đi dưới dạng cho mượn dưới thời Conte và Sarri. Anh lần lượt chơi cho Stoke City mùa 2017-18, Everton mùa 2018-19 và đều được đánh giá là chơi tốt. Đó là lý do Everton muốn mua đứt cầu thủ 24 tuổi vào mùa hè này. Frank Lampard dự định sẽ giữ Kurt Zouma ở lại Chelsea bất chấp sự quan tâm của Everton. Kurt Zouma là một hậu vệ rất chất lượng của chúng tôi. Đó là cầu thủ có tài và chuyên nghiệp. Tôi muốn cậu ấy ở lại, đơn giản như vậy. Chúng tôi đang tạo ra sự cạnh tranh giữa các trung vệ mà chúng tôi có trong đội. Cậu ấy đã có một mùa giải rất tốt tại Everton. Tôi có thể hiểu tại sao họ muốn cậu ấy. Nhưng đây vẫn là cầu thủ của Chelsea và tôi muốn giữ cậu ấy. Chỉ vì Mauricio Sarri, Jorginho sẵn sàng từ chối Man City của Pep Guardiola để gia nhập Chelsea từ Napoli hồi hè năm ngoái. Thế nên giờ đây, khi ông thầy thân thiết lâu năm đã ra đi và hồi hương dẫn dắt Juventus, tiền vệ người Ý có thể cũng chóng chán cuộc sống ở Stamford Bridge, vốn dĩ chẳng dễ dàng cho anh trong năm đầu tiên vừa rồi. Tuy nhiên mới nhất, tân huấn luyện viên Frank Lampard bất ngờ lên tiếng khen ngợi tài năng và thái độ chuyên nghiệp của Jorginho, qua đó đảm bảo tương lai của tàn dư chế độ cũ dưới triều đại của mình. Trong một chia sẻ mới đây, huấn luyện viên Emery tiết lộ tương lai của Laurent Koscielny, ngôi sao nổi loạn vì từ chối tham gia tour du đấu cùng toàn đội. Gần như trung vệ người Pháp không còn đất sống tại Emirates. Sau những rắc rối mà anh gây ra, hiện nay Koscielny vẫn còn một năm hợp đồng với Arsenal, nhưng khả năng câu lạc bộ sẽ thanh lý hợp đồng đúng như ý nguyện của cầu thủ này. Cuộc chiến giành Tony giữa hai đội bóng thành London đang diễn ra quyết liệt. Celtic đòi 25 triệu bảng cho ngôi sao của mình. Arsenal đã chi 15 và 22 triệu bảng nhưng đã lần lượt bị từ chối. Football Insider mới đây đã mang đến một thông tin cực vui dành cho những ai yêu mến đội chủ sân Emirates. Cụ thể, Tony được cho là đã đạt được thỏa thuận cá nhân cùng Arsenal. Theo đó, cầu thủ sinh năm 1997 ký hợp đồng 5 năm với pháo thủ. Anh sẽ nhận được mức lương 75.000 bảng mỗi tuần ở Emirates. Như vậy là cập bến Arsenal, cầu thủ này được tăng lương gấp 3 lần so với trong màu áo Celtic. Sau khi đáo hạn hợp đồng với Tottenham, tiền đạo Fernando Llorente đang cân nhắc một số đề nghị bao gồm Fiorentina của Italia. Huấn luyện viên Vincenzo Montella của Fiorentina muốn có sự phục vụ của lão tướng 34 tuổi để tăng cường kinh nghiệm trên hàng tấn công. Ngoài ra, Llorente cũng có lựa chọn khác là ở lại Tottenham thêm một năm. Hai mùa tại Spurs, chân sút người Tây Ban Nha ghi được 13 bàn sau 66 lần ra sân trên mọi đấu trường. Không thường xuyên đá chính, nhưng Llorente mỗi khi vào sân luôn có những đóng góp đáng kể. Bế tắc vụ Harry Maguire khi Leicester City vẫn hết giá quá cao, Manchester United dần dà bỏ cuộc để chuyển hướng sang một mục tiêu phòng ngự khác, Mary Demiral. Điều đáng nói ở đây, trung vệ 21 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ cũng mới chỉ gia nhập Juventus mùa hè này. Tuy nhiên, đứng trước viễn cảnh không có cơ hội cạnh tranh vị trí với các ngôi sao đẳng cấp ở thành Turin, đặc biệt sau sự xuất hiện của quả bom tấn Matthijs de Ligt, không loại trừ khả năng tân binh 18 triệu euro sẽ nhanh chóng tháo chạy sang Old Trafford để phát triển sự nghiệp. Antonio Conte không ngần ngại tuyên bố với cả thế giới này về mong muốn có được sự phục vụ của Romelu Lukaku. Tiền đạo người Bỉ vốn từng suýt có cơ hội làm việc với huấn luyện viên người Ý ở Chelsea trước khi bị Manchester United nẫng tay trên hồi hè 2017. Bản thân quỷ đỏ giờ cũng muốn bán Lukaku cho Inter Milan, nhưng khúc mắc hiện tại vẫn chỉ nằm ở vấn đề giá cả. Khi đội bóng nước Anh không muốn chịu lỗ khoản tiền 75 triệu bảng chi cho Everton 2 năm trước, thời điểm lúc này là không thể nhạy cảm hơn khi trận giao hữu MU với Inter Milan ở Singapore đang chuẩn bị tới gần. Tin chuyển nhượng ngày 20 tháng 7 của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại!